Ở kia họ làm gì vậy? Mình phải đến thôi. À, là một chương trình chia sẻ kinh nghiệm phun xăm của Việt Nam để tìm kiếm những tài năng phun xăm mới. Hèn gì thấy quy tụ rất nhiều bạn nữ trẻ và đẹp. Chắc là nghề này cũng đang hot đây, nên mới thu hút được nhiều người như vậy chứ. Mình dừng lại xem một tí.